Chào các bạn đã trở lại với Lạ Đà Lạt. Có khi nào các bạn thắc mắc tự hỏi là những vùng dân cư đầu tiên của Đà Lạt nó ở đâu không? Bây giờ hãy cùng Lạ Đà Lạt đi tìm câu trả lời nha. Những cư dân đầu tiên di dân đến Đà Lạt lập nghiệp và sinh sống, cái vùng đất đầu tiên mà được xem là những vùng dân cư của người Đà Lạt đầu tiên đi ha. Và hiện tại bật mí luôn, mình đang có mặt tại ngay đây là dốc đá. Ngay đây là dốc đá và đường đi ở đây là đường Lý Nam Đế. Đường Phù Đồng Thiên Vương ngay dốc đá đây, rẽ phải xuống là đi về ngã năm khoảng một cây số, và rẽ trái lên phía trên một cây số là thung lũng Tình Yêu. Đây là giới thiệu cho mọi người con đường Lý Nam Đế đi vào khu Hà Đông. Chờ là đã làm được mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi bắt đầu chúng ta cùng đi nha. Ở đây có khu nội trú sinh viên của trường Đại học Đà Lạt. Thì từ đây đi xuống trường Đại học Đà Lạt thì mất khoảng một cây số, cho nên các bạn sẽ đi bộ khá dài và thơ mộng nếu như là buổi sáng những ngày đẹp trời. Và nó cũng khá là một điều khó khăn và cực hình nếu như là mùa mưa. Hiện tại thì là Đà Lạt đang đi vòng vào khu Hà Đông, ấp Hà Đông. Đây là một trong những ấp đầu tiên của Đà Lạt, được xem như là những cái vùng dân cư đầu tiên khi mà Đà Lạt được hình thành. Bây giờ thì ấp Hà Đông đã thay đổi khá nhiều. Vẫn còn một căn nhà xây phong cách từ thời Pháp, từ thời xưa cho tới giờ. Đẹp quá. Căn nhà này nhìn rất là nhỏ, ấm cúng. Cái kiểu mà người ta có một cái hiên nhỏ phía trước này, rất là thích. Người ta đang trồng một cái giàn hoa hồng ở đây. Đây là những con người, người ta yêu thiên nhiên lắm, người ta làm ra một căn nhà như vậy. Yêu thiên nhiên, cỏ cây hòa mình với thiên nhiên. Những căn nhà khá đẹp. Từ những năm 1938 thì ấp Hà Đông này là được hình thành. Thì đó là sáng kiến của một vị quan thời Nguyễn, Hoàng Trọng Phan, hình như là Hoàng Trọng Phan. Ông sáng kiến nghĩ ra những cái ấp, tức là tạo ra những cái vùng dân cư để người ta vào sinh sống. Wow! Hôm nay bên này có một quán cà phê to ơi là to, đẹp ơi là đẹp ở đây luôn này. Rum rum hả? Rum rum. Xe của mình cũng rum rum luôn. Phải này cũng có căn nhà khá là cổ kính. Sau khi tìm hiểu thì mình mới biết là đây là cái khu vực mà dân cư đầu tiên. Lúc nãy mình đang nói đến là sáng kiến của một vị quan thời Nguyễn, triều đình nhà Nguyễn lúc đó. Để tạo ra một cái vùng dân cư như vậy, mục đích là để cho di dân để lấy rau củ cung cấp cho thành phố. Thì lựa chọn đầu tiên là người ta lập ra một cái ấp gọi này, ở đây gọi là ấp Hà Đông. Thì vì là những cái người mà nông dân ở cái vùng này từ năm 1938 phần lớn là đến từ khu vực tỉnh Hà Đông, với những người rất là lành nghề, những người nông dân cực kỳ lành nghề, nghề làm vườn từ các cái khu vực, các cái làng ở trong đó như là Quảng Bá, Nghi Tàm, rồi là Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc thuộc tỉnh Hà Đông.
những cái cư dân ở đấy là những cái người nông dân cực kỳ lành nghề trong cái việc trồng rau củ quả. Và như mọi người thấy đấy, thời tiết thì Đà Lạt thì quá thích hợp để việc trồng rau củ quả. Trong khi đó cái lực lượng lao động ở đây từ thời xưa đó thì phần lớn lực lượng lao động ở đây phần lớn vẫn là cái người Lạc và người Chiêu, là người dân bản địa rồi. Thì số còn lại là những cái người lao động nghèo di cư tự do này, rồi người ta phu phen, người ta tập dịch và người ta ở lại. Thì lúc đó những cái người đó người ta chưa thu gom thành một cư dân. Chính quyền Pháp với chính quyền sở tại bắt đầu mới cho những cái vùng như ngoài Hà Đông di dân vào đây trước và lập một cái ấp trong này gọi là ấp Hà Đông. Mà đây cũng là những cư dân, tạm gọi là những cư dân đầu tiên của người Đà Lạt. Và họ đã trồng rau củ, cũng là những người nông dân đầu tiên của người Đà Lạt luôn. Đây thì khu vực ấp Hà Đông nó thanh bình nhẹ nhàng và không có ồn ào náo nhiệt. Buổi sáng hiện tại là vào khoảng 7 giờ. Thời tiết thì khá là mát mẻ, nếu không nó là hơi se lạnh. Ở đây có những căn nhà, cứ nhìn những căn nhà cổ mà bóng trông, tự nhiên lâu lâu lại có một cái gì nhà cái ống khói lên như vậy. Nhiều khi là những cô chú ở khu vực ở đây chắc là đều là sinh ra lớn lên từ, được xem là những người dân đầu tiên, những cư dân đầu tiên của Đà Lạt đấy. Chúng ta không bàn về cư dân bản địa nhé. Cư dân bản địa thì rõ ràng là vẫn là những cái người Lạch và người Chiêu. Là bên cái đồi này nhìn sang xa thì bên kia là khu vực bên Thánh Mẫu. Thì sau này Thánh Mẫu cũng là một trong những cái ấp được lập ra sau. Sau khi mà sau khoảng 1-2 năm lập ấp là cái bên Hà Đông này, ấp Hà Đông, thì sau này cái ấp thứ hai được gây dựng nên là ấp Nghệ Tĩnh quanh khu vực đồi Trà đấy. Thì phần lớn là tập trung những người Nghệ An, Hà Tĩnh. Ở đây cũng có những cái căn villa biệt thự đã được xây từ thời xa xưa rồi. Để mình xem con đường này. Thì nhưng mà người thấy bây giờ dân cư ở Đà, cư dân ở Đà Lạt thì người ta đã quá thành thạo với nghề trồng rau củ, rồi sau này còn trồng bông nữa. Lòng vòng con đường ấp Hà Đông này mình đang muốn tìm thấy một căn nhà cổ. Để mình vòng trở lại ra phía ngoài xem. Mình đang muốn tìm thấy một căn nhà cổ xưa của Đà Lạt để xem những cư dân thời xa xưa của Đà Lạt như thế nào. Thực ra thì cũng khó, tại vì sau này những cư dân phát triển mà người ta sẽ đã xây những cái căn nhà mới rồi. Những căn nhà đó ở đây lâu lâu mọi người thấy sẽ luôn luôn có một cái ống khói này, một cái ống khói nhỏ nhỏ như vậy này. Thì cái phong cách xây dựng này mọi người thấy rất là thấp, trần rất là thấp này đó, nhà như vậy, thậm chí có áp mái phía trên nữa. Thì sau này được tân sửa sang rồi, không biết là có phải là những căn nhà cũ từ thời xa xưa không. Thì form nhà bên này nó có một kiểu giống nhau như vậy. Phần lớn là sau này xây dựng lại theo kiểu hiện đại như bây giờ rồi. Ở đây là đường lên cái ký túc xá sinh viên ở bên trái. Bây giờ thì vùng cư dân Hà Đông này thì người ta vẫn trồng bông và trồng rau củ. Phần lớn thì về rau củ nhiều hơn. Khá đáng tiếc là mình không mang cái flycam để bay một cái sọt từ trên cao để xem như thế nào vùng cư dân Hà Đông ở đây. Đây là được xem là khu quy hoạch sau đại học, khu quy
quy hoạch đại học Lý Nam Đế. Thì nhà cửa ở đây toàn là dinh thự, từng lô như vậy này. Wow. Lô biệt thự. Để hôm nào mình sẽ lượn lòng vòng trong cái lô này nhiều hơn. Thôi ở đây nhưng có những con dốc như vậy này. Đặc sản của Đà Lạt rồi. Đường dốc. Ở phía dưới cái đường Lý Nam Đế này có một ngôi chùa, nó đặc trưng cho phong cách thiết kế vùng Bắc Bộ, và mình tin là cái ngôi chùa này cũng theo vào cùng với những cư dân Hà Đông từ thời điểm đó. Sau này người ta xây dựng lên và vẫn giữ lại cái phong cách vẻ đẹp của quê hương để đưa vào vùng đất Đà Lạt này. Lớn là những căn nhà ở ngoài mặt tiền lớn này thì của Hà Đông thì đã thay đổi quá nhiều, đều là những cái biệt thự lớn, và con đường ở đây cũng khá lớn như mọi người thấy, đường hai làn rộng lớn đó. Mọi người quan sát không, hai bên đều là những cái biệt thự, những cái dinh thự rất là lớn. Lúc nãy cái đường này rẽ phải lên là cái chỗ lúc nãy mình đi lên khu quy hoạch. Sau này chắc là người ta đang có cái dự án quy hoạch cho khu Hà Đông này. Với con đường lớn như vậy, chắc là người ta cũng sẽ có những cái dự tính quy hoạch nào đó. Cảm giác đi đây nó bồi hồi, nó xúc động kiểu gì đấy. Không biết mọi người có cảm thấy vậy không? Còn riêng với mình với lại Đà Lạt thì wow, đây mình đang đi trên những cái vùng đất đầu tiên của người dân Đà Lạt, của những cư dân đầu tiên của Đà Lạt ở đây. Chính là vị trí này, chính là cái khu vực này, khu vực Hà Đông này luôn. Ở bên phải đây thì có nhà thờ giáo xứ Hà Đông. Thì thường có một đôi lần mà mình cũng qua đây đi lễ ở ngay đây thôi này, đi lên vòng đây. Nguyên cái khu vực phía dưới này là cái khu vực tiền dốc đi xuống, nhưng mà có rất là nhiều vựa rau củ, và để bữa nào mình lòng vòng đi xuống dưới đấy để thăm hỏi xem và trò chuyện được một vài cô chú cô bác nào đấy thì tuyệt vời. Bên này đó người ta đang trồng bông, những cái vườn nhà kính như vậy. Đây là đang tập bung cúc. Đây cái ngôi chùa mình muốn giới thiệu cho mọi người ở đây này, ngôi chùa ở đây. Thì ngôi chùa này chắc cũng được xây dựng sau cái khoảng thời gian mà người ta đến đây sinh sống lập nghiệp. Thì cái ngôi chùa này thì mang âm hưởng phong cách của người Bắc Bộ. Đây là Đà Lạt xem nhá. Đây là chùa Linh Dạ. Đứng ở đây thì khó thấy. Là hẻm Lý Nam Đế. À, hồi xưa mình có xuống đây rồi, nhưng mà mọi người nhớ không, ngày xưa là cái đường cụt, cái thời dịch bệnh thử đi lòng vòng ấy. Ồ, cái nhà này đang để hoang cái lô đất này, nhưng mà nó tùm thành cái vườn đẹp lắm này. Tự nhiên thấy nó đẹp ghê luôn đấy. Đây nè, mọi người thấy không, giống như một cái
một cái vườn xinh đẹp luôn nè, bông vàng, bông tím, rồi cả dã quỳ nữa. Cái góc này nhìn lên cái khu vực kia là sân sân vận động, đường Soviet Nghệ Tĩnh ở bên này, đường Soviet Nghệ Tĩnh ở bên này, đường Soviet Nghệ Tĩnh ở đấy. Nhưng mà khu Nghệ Tĩnh thì nó nằm ở bên phía ngã năm đại học. Cái form nhà này thì sau này thì người ta không có xây dựng theo kiểu của Pháp nữa, nhưng mà không xây dựng theo biệt thự nhà của Pháp thì người ta xây dựng theo cái kiểu này. Nhưng mà có một cái đó, nhà cấp 4, nhưng mà có một cái khoảng trên ở trên đó, gọi là khoảng cách nhiệt. Người ta có một cái, với cả là làm cho cái ngôi nhà nó không bị lùn, tại vì đặc thù ở ở Đà Lạt là người ta không không cần phải xây, không cần phải xây nhà cao lên như vậy, lạnh rất là lạnh, nên người ta chỉ xây nhà khoảng đây thôi. Nhưng mà những cái nhà nó sẽ nó hơi bị lùn và đụt thì người ta xây thêm tường phía trên đó, kiểu vậy. Có những nhà thì người ta sẽ cái khoảng giữa đó sẽ có một cái khoảng rất là rộng để gần như là cách nhiệt cách nóng cho ngôi nhà. Cái khoảng vườn của nhà này đang bỏ trống rất là đẹp. Thực sự là đi đến đây, à, nhà văn hóa làng hoa Hà Đông luôn này, không phải mỗi làng Hà Đông đâu. Nhiệm vụ của những cư dân đầu tiên của khu vực Hà Đông, những cư dân đầu tiên của Đà Lạt và tại khu vực Hà Đông này, là người ta sẽ tập làm quen trồng tất cả các loại rau củ. Thời điểm đó năm 1938 đến 1940, người ta sẽ cố gắng. Sau trước đó là có cái phố Đông Tính này, sau này thì đổi thành Lý Nam Đế. Người ta tập quen trồng những cái loại rau củ để cung cấp lương thực thực phẩm rau củ cho thành phố. Những con người đầu tiên, những con người mang sứ mệnh cao cả, theo mình nhận thấy là vậy. Sau này thì Đà Lạt nó phát triển nhiều với du lịch, nhưng mà trước đó thì như mọi người thấy, những người Đà Lạt phần lớn là những người dân trồng rau củ, làm nông dân, trồng bông, trồng rau. Thích ơi là thích. Đây là trường Nguyễn Du, nhưng mà trước đó ngày xưa là trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, là cái căn nhà này sau này thì được đổi thành trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Thì trường học từ thời xây từ thời Pháp thì đây là cái căn, đây là ngôi trường xây từ thời Pháp cho tới giờ. Khá đáng tiếc là mình đi lòng vòng chưa thấy một cái căn nhà nào nó thực sự xưa cũ. Một vài căn ở trên kia thì có vẻ như là tương đối là từ thời xưa cũ đấy, nhưng mà chưa thể thấy được cái từ thời xa xưa của người Đà Lạt đấy. Và bây giờ mỗi lần đi qua cái khu này, cái khu Hà Đông này, thì cái người mình bỗng dưng nó rạo rực kiểu gì đấy. Sau khi mình biết được thông tin như vậy, tìm hiểu được thông tin như vậy rất là vui. Còn đi đúng cái đường Lý Nam Đế này thì nó sẽ chạy thẳng ra cái đường Nguyễn Công Trứ, ngay nhà hàng Thảo Nguyên. Trời ơi, ở đây có một cái tổ hợp cà phê khách sạn đẹp quá. Mình cua vào đây cái cổng người ta, nhưng mà nhìn đẹp quá. Rất là thích cái căn nhà của nhà ai đây này. Mình đứng ngoài đường mình quay như đúng rồi ấy. Nhà ta trồng rất là nhiều bông, nhiều bông hồng. Tea House 01 Lý Nam Đế. Người ta có cho thuê khách sạn gì không? Ở đây người ta có một bờ rào trồng rất là nhiều bông hồng này. Thì theo mình kể thì sau này cư dân Đà Lạt người ta cũng thích trồng bông, chăm bông với những hàng rào. Nhưng mà ngày xưa những cái hàng rào thì nó thấp thôi, nó thấp. Những cái vùng cư dân người ta rất là thích trồng bông đẹp
nhìn như vậy. Đó. Và đó là một vòng chúng ta cùng đi tham quan cái ấp Hà Đông. Mình đi lòng vòng qua ấp Hà Đông, được xem là những cái vùng dân cư đầu tiên của người Đà Lạt. Thực sự cảm giác mình đi trong cái này, lâu lâu nhìn một vài căn nhà cổ, tưởng tượng đây là những cư dân Đà Lạt đầu tiên, những người đang lập nền móng cho thành phố Đà Lạt bây giờ, cảm giác rất là bồi hồi, rất là vui. Còn nếu như có những quý vị, có những khán giả nào của Đà Lạt có biết thêm nhiều thông tin về Đà Lạt, về ấp Hà Đông, về những kỷ niệm ở đây, thì đừng quên chia sẻ bên dưới để cho chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng hoài niệm về một Đà Lạt xưa cũ, để xem chia sẻ cho nhau những thông tin bổ ích nữa nha. Bye bye và hẹn lại ở những video lần tới của Đà Lạt. Bye bye. Thank you.